Bà con chú ý, sai lầm toi mạng khi ăn thịt bò kiểu này cực độc, còn ngoan cố ăn là rước ung thư vào người. Quý vị khán thính giả thân mến, bạn có thường sử dụng thịt bò cho các món ăn của gia đình mình hay không? Đây là một loại thực phẩm có giá thành tương đối cao so với các loại thực phẩm khác như thịt lợn hay là thịt gà, cũng bởi vì hương vị của thịt bò đặc biệt rất thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Ngày xưa, ông bà ta thường nói rằng chỉ có nhà giàu mới được ăn thịt bò. Cho đến ngày nay thì điều kiện kinh tế đã khấm khá hơn, các bà nội trợ cũng sẵn sàng mở hầu bao để mua thịt bò về bồi bổ cho cả gia đình. Tuy nhiên thật là trớ trêu khi có rất nhiều trường hợp ăn thịt bò xong lại bị ngộ độc chỉ vì vô tình kết hợp thịt bò với các loại thực phẩm đại kỵ không phù hợp. Nhẹ thì dẫn tới ngộ độc, tiêu chảy, nôn mửa, nặng hơn đó là độc tố cứ tích tụ dần mòn trong cơ thể và dẫn đến ung thư. Vậy bạn đã biết những loại thực phẩm cần tuyệt đối tránh, không dùng chung với thịt bò hay chưa? Hãy để ăn sạch sống khỏe, chia sẻ ngay trong chương trình ngay sau đây. Quý vị cùng theo dõi nhé! Bà con chú ý, sai lầm toi mạng khi ăn thịt bò kiểu này cực độc, còn ngoan cố ăn là rước ung thư. Mới đây, có một vụ việc xảy ra tại Pleiku, tỉnh Gia Lai. 8 người trong một gia đình đã bị ngộ độc do ăn bữa tối có món thịt bò nấu với hải sản. Trong bữa ăn ngày hôm đó cũng có món súp lươn. Khoảng 30 phút sau khi ăn xong, bác Hoàng Tiến, 46 tuổi, là người đầu tiên có triệu chứng đau bụng và đi ngoài. Lần lượt tiếp theo đó, thêm 5 người lớn nữa là anh Nguyễn Đạt, chị Hâm Mai, cô Vàng Hạnh, anh An Thái và chị Quỳnh Nga có triệu chứng đau quặn bụng, choáng váng và nôn mửa. Còn hai em nhỏ ăn ít hơn so với người lớn vì còn mải chơi đùa, nhưng sau đó cũng bị nôn chớ và tiêu chảy. Ngay lập tức, 8 người này đã được chuyển tới trung tâm y tế thị xã để điều trị. Phải mất đến 2 ngày, cả gia đình mới hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ đem mẫu xét nghiệm kết quả thức ăn của các bệnh nhân và đã phát hiện ra rằng trong ruột của cả 8 bệnh nhân có chứa chất độc sản sinh ra do ăn thịt bò với một số thực phẩm đại kỵ. Điều đáng nói là họ không hề hay biết mà vẫn vô tư ăn vì nghĩ rằng thịt bò rất bổ, ăn kiểu gì cũng được. Bác sĩ đã cảnh báo về một số loại thực phẩm dưới đây, tuyệt đối kiêng kỵ, không nên ăn với thịt bò, kẻo lợi bất cập hại, rước thêm bệnh vào thân chứ hoàn toàn không bổ béo gì. Thứ nhất là thịt bò kỵ nấu chung với thịt lợn. Cả thịt bò và thịt lợn đều là hai loại thực phẩm ngon lành và bổ dưỡng, đồng thời cũng chứa nhiều đạm, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, đó là khi bạn sử dụng riêng biệt từng món. Còn nếu kết hợp với nhau thì hoàn toàn không tốt chút nào đâu nhé. Bởi thịt bò và thịt lợn thường kỵ với nhau, vậy mà nhiều người thường kết hợp thịt bò chung với thịt heo như trong món bún bò giò heo. Các chuyên gia cho rằng thịt bò có tính ôn, có tác dụng chuyển hóa và kích thích, ôn trung ích khí. Nó thích hợp với người yếu, người bị suy giảm chuyển hóa. Còn thịt lợn lại có tính hàn, nó hoàn toàn không có tác dụng sinh nhiệt, thích hợp dùng với người có cơ địa nóng, chuyển hóa cao, sinh mụn nhọt, táo bón. Bởi vậy, khi thịt bò và thịt lợn kết hợp với nhau, chúng sẽ trung hòa lẫn nhau, thậm chí là làm giảm giá trị dinh dưỡng của nhau, đồng thời sản sinh ra độc tố có thể gây đau bụng, tiêu chảy, nặng hơn có thể dẫn đến mất nước, suy nhược cơ thể. Đó là lý do tại sao nhiều người bụng dạ yếu sau khi ăn bún bò giò heo lại bị đau bụng. Bạn hãy tránh sự kết hợp này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhé. Thứ hai là thịt bò kỵ với hải sản. Nếu như bạn là một người sành ăn hoặc có chút am hiểu về sức khỏe và thực phẩm, chắc hẳn bạn đã từng nghe về việc không nên kết hợp hải sản với thịt bò. Hai loại thực phẩm này tuyệt đối kiêng kỵ lẫn nhau và các đầu bếp thường cố gắng tránh nấu hai món ăn này trong cùng một thực đơn. Thành phần dinh dưỡng trong hải sản và thịt bò có thể phản ứng với nhau, sinh ra chất độc hại không tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, trong thịt bò có chứa phốt pho, còn hải sản lại giàu magie và canxi. Những chất này phản ứng với nhau sẽ tạo thành kết tủa dạng muối. Điều này làm cho quá trình hấp thu chất dinh dưỡng món ăn kém thơm ngon hơn, cản trở sự hấp thụ của đường ruột, lại dễ dẫn đến đau bụng đi ngoài, khó tiêu với những người có hệ tiêu hóa yếu. Hãy lưu ý về điều này nhé! Thứ ba là thịt bò kỵ với rượu trắng. Chắc hẳn việc ăn thịt bò kết hợp với uống rượu, coi thịt bò là món đồ nhắm là thói quen khá phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên,
thói quen ăn thịt bò kèm với rượu trắng sẽ gây ra một bất lợi lớn, chính là có thể gây ra các bệnh về răng lợi như viêm chân răng. Do rượu trắng thuộc tính cực nóng và nhiệt cao, những người có thể chất nóng nhiệt trong giai đoạn bốc hỏa lại ăn thêm thịt bò và uống rượu trắng sẽ làm cho cơ thể nóng lên ở mức bốc hỏa. Thứ tư là thịt bò kỵ với đậu đen. Vốn dĩ thịt bò rất giàu chất sắt, giúp bổ sung lượng máu bị thiếu hụt cho cơ thể, rất tốt cho những người mắc bệnh thiếu máu. Bổ sung thịt bò sẽ giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi lại nguồn năng lượng bị mất đi sau quá trình làm việc, lao động mệt mỏi. Thế nhưng, đậu đen lại có chất xơ thô, có thể sẽ ngăn cản cơ thể bạn hấp thụ lượng chất sắt có trong thịt bò. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo bạn nên ăn hai loại thực phẩm này cách nhau ít nhất 4 giờ để chúng không thể hạn chế và kìm hãm công dụng lẫn nhau, thậm chí là gây ngộ độc cho cơ thể. Thứ năm là thịt lươn kỵ với thịt bò. Mới nghe qua thôi đã thấy rằng thịt lươn và thịt bò hoàn toàn không có bất kỳ sự liên quan nào đến nhau, mà ngay cả hương vị cũng không phù hợp để ăn chung. Nếu bạn cũng suy nghĩ như vậy thì bạn đã đoán đúng rồi đấy. Bởi thịt lươn vốn là khắc tinh số 1 của thịt bò, đặc biệt là khi nấu cho trẻ nhỏ ăn chung trong món cháo. Khi ăn quá nhiều thịt bò chung với lươn, bạn sẽ cảm thấy khó tiêu hóa, đầy bụng, ì ạch, nặng nề suốt cả ngày dài hôm đó. Sử dụng lâu dài có thể làm cho cơ thể bị nhiễm độc. Điều này đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và người già, những người có hệ tiêu hóa suy yếu. Thứ 6. Thịt bò kỵ với hạt dẻ. Nếu như có một ngày nào đó, bạn chợt nảy ra ý tưởng làm món thịt bò hầm hạt dẻ và nghĩ rằng nó cũng hoàn toàn hợp lý, thì hãy dừng ngay ý tưởng này lại nhé. Theo các chuyên gia y tế, trong thịt bò có nhiều đạm, còn hạt dẻ lại giàu vitamin C. Nhưng chính lượng vitamin C này sẽ làm cho đạm bị biến chất, không còn nguyên giá trị dinh dưỡng như ban đầu nữa. Món ăn này tuy được nấu từ hai nguyên liệu bổ dưỡng, nhưng thực tế lại chẳng còn lưu giữ được giá trị gì, quả thật rất lãng phí đúng không? Hãy cố gắng nấu riêng hai món này để tận hưởng được các lợi ích tuyệt vời mà thịt bò cũng như hạt dẻ mang đến cho cơ thể. Thứ 7. Không uống nước trà sau khi ăn thịt bò. Có rất nhiều người thường thích uống trà để tráng miệng sau mỗi bữa ăn vì họ cảm giác nước trà sẽ giúp khử mùi thức ăn và đem lại hơi thở thơm tho sạch sẽ, không cần biết hôm đó mình ăn thực phẩm gì, kể cả thịt bò. Hãy tuyệt đối lưu ý điều này bởi nước trà và thịt bò vô cùng kỵ nhau. Lượng axit tannic trong nước trà khi tác dụng với protein trong thịt bò sẽ gây viêm cho niêm mạc ruột, tích tụ chất độc cho nhu động ruột, dễ gây táo bón. Vì vậy, bạn đừng bao giờ uống trà sau khi ăn xong thịt bò. Không chỉ riêng thịt bò mà sau khi ăn các loại thịt đỏ nói chung như thịt lợn, thịt cừu hay thịt chó xong cũng không nên uống trà đặc. Nếu muốn uống trà, hãy giữ khoảng cách an toàn ít nhất là 2 tiếng để không bị khó tiêu, chướng bụng đầy hơi nhé. Bên cạnh các thực phẩm kiêng kỵ với thịt bò, bạn cũng nên chú ý về những đối tượng tuyệt đối không nên ăn thịt bò, kẻo gây nguy hại cho sức khỏe và khiến bệnh tình trong cơ thể ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Đầu tiên là những người bị viêm khớp. Những người bị đau viêm xương khớp không chỉ cần kiêng thịt gà mà phải kiêng cả thịt bò, bởi là loại thực phẩm rất giàu đạm. Trong quá trình cơ thể tiêu hóa lượng thịt bò đã ăn, nó sẽ sản xuất ra rất nhiều axit. Những axit này cần các khoáng chất như canxi để trung hòa và nếu cơ thể bạn không được bổ sung lượng canxi cần thiết, cơ thể sẽ tự động rút canxi từ hệ xương để làm tròn nhiệm vụ của mình. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của hệ xương. Bạn có thể mắc bệnh loãng xương bên cạnh những nguy hiểm của bệnh viêm khớp vốn có nếu như ăn thịt bò quá thường xuyên. Thứ hai là người bị bệnh mỡ máu. Nhóm người này cần ăn thanh đạm, do vậy cần hạn chế thịt bò hoặc cắt giảm hoàn toàn do lượng đạm trong thịt bò cao hơn các loại thịt khác. Tốt nhất là nên ăn các loại thịt trắng như cá, thịt gà để giữ gìn cho cơ thể luôn được thanh đạm và khỏe mạnh. Thứ ba, người bị bệnh cao huyết áp. Thịt bò là một thực phẩm đại kỵ với người cao huyết áp bởi nó chứa một lượng lớn chất béo bão hòa, canxi, sắt, v.v. nên giàu chất dinh dưỡng, không tốt cho những người mắc bệnh cao huyết áp. Với những bệnh nhân này,
Nếu ăn nhiều thịt bò sẽ khiến cho bệnh tình thêm tăng nặng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Ngoài ra, khi bạn đang mắc bệnh về huyết áp mà ăn nhiều thịt bò sẽ khiến cho hàm lượng mỡ máu tăng cao, dễ dẫn tới tắc nghẽn mạch máu não, dẫn tới nguy hiểm cho tính mạng của người bệnh. Thứ tư, người vừa phẫu thuật và đang có sẹo. Trong thành phần dinh dưỡng của thịt bò là một trong những loại thực phẩm mà bạn nên kiêng ăn khi bị sẹo lồi bởi nó hoàn toàn không tốt cho quá trình làm lành sẹo, dễ gây sẹo lồi rất xấu. Ngoài ra, trong thịt bò chứa những dưỡng chất mặc dù tốt cho sức khỏe nhưng lại làm cho vết thương bị sậm màu, khiến cho vết thương lâu khỏi. Thứ năm, người bị sỏi thận. Nếu bạn bị sỏi thận thì tuyệt đối đừng ăn quá nhiều thịt bò bởi thành phần dinh dưỡng của thịt bò sẽ không phù hợp với những người bị sỏi thận, nên hạn chế các loại thịt bò, thịt gia cầm và cá. Bởi thịt bò là một thực phẩm rất giàu protein, khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên, hình thành các loại sỏi khiến cho bệnh tình càng thêm tăng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bệnh nhân. Quý vị thân mến, thịt bò vốn là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích thần kỳ cho sức khỏe. Tuy nhiên, chính vì những sai lầm của chúng ta trong quá trình chế biến đã khiến thịt bò biến thành một liều thuốc độc. Nếu như tránh được các sai lầm mà ban biên tập chương trình vừa chia sẻ ở trên, bạn có thể tận dụng được những giá trị mà thịt bò mang lại cho cơ thể như sau. Thịt bò là món ăn phổ biến từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Chính vì vậy, hầu như chúng ta đều không còn nghi ngờ gì về những tác dụng tuyệt vời của thịt bò đối với sức khỏe. Nhờ những chất dinh dưỡng phong phú với hàm lượng protein cao, hương vị đặc biệt, thịt bò có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Vì thế, đây là món ăn được rất nhiều người ưa chuộng. Dưới đây là những lợi ích của thịt bò đối với cơ thể. 1. Tác dụng của thịt bò giúp ngừa thiếu máu. Thiếu máu là tình trạng số lượng hồng cầu và khả năng vận chuyển oxy của máu giảm, khiến bạn mệt mỏi cũng như mất sức. Thiếu sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây thiếu máu. Thịt bò rất giàu chất sắt và sắt trong thịt bò chủ yếu là dạng sắt hêm. Khác với loại sắt trong thực vật là sắt non hêm, cơ thể có thể hấp thụ sắt hêm hiệu quả hơn nhiều. Hơn nữa, một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng thịt có thể giúp cơ thể hấp thu sắt non hêm ngay cả trong những bữa ăn có chứa axit phytic là một chất giảm hấp thu sắt. 2. Thịt bò giúp tăng cường khả năng miễn dịch, phục hồi cơ thể. Trong thịt bò có lượng lớn vitamin B6 và protein nên cần được tăng cường trong chế độ ăn. Thịt bò có chứa đủ vitamin B6 có thể giúp bạn xây dựng khả năng miễn dịch, thúc đẩy sự phân hủy và tổng hợp protein. Protein giúp chuyển hóa và tổng hợp thức ăn, góp phần phục hồi cơ thể sau những hoạt động cường độ cao. 3. Thịt bò thúc đẩy sản sinh cơ bắp. Giống như tất cả các loại thịt khác, thịt bò là một nguồn protein rất chất lượng với các axit amin thiết yếu. Các axit amin này rất cần thiết cho sự duy trì và tăng trưởng cơ thể. Tình trạng thiếu protein có thể làm tăng tốc độ mất cơ bắp do tuổi tác và làm tăng nguy cơ gặp phải tình trạng teo cơ ở người già, sarcopenia. Sarcopenia là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của những người cao tuổi. Thế nhưng, bạn có thể được ngăn chặn hoặc giảm nhẹ tình trạng này bằng cách tập luyện thường xuyên và bổ sung thêm protein. 4. Thịt bò giúp cung cấp năng lượng dồi dào. Thịt bò còn chứa nhiều vitamin B12 cần thiết cho các tế bào, nhất là các tế bào máu đỏ mang oxy đến các mô cơ. Vitamin B12 thúc đẩy nhánh chuỗi amino acid chuyển hóa, do đó cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể trong những hoạt động cường độ cao. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù thịt bò rất bổ dưỡng và ngon lành, nhưng nếu lạm dụng quá cũng không tốt. Để giữ gìn cho cơ thể luôn khỏe mạnh, bạn hãy cố gắng xây dựng một chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung đầy đủ các loại dưỡng chất khác nhau, kết hợp với luyện tập thể dục thể thao điều độ. Có như vậy thì sức khỏe tốt sẽ là điều nằm gọn trong tầm tay của chúng ta. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chương trình.